Xin được kính chào toàn thể quý khách hàng đã quay trở lại với livestream của chúng tôi. Thưa quý vị, trước mắt quý vị là hình ảnh của buổi thăm khám tư vấn của khách hàng trước khi thực hiện phẫu thuật. Người trực tiếp thăm khám và thực hiện phẫu thuật cho khách hàng ngày hôm nay là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cảnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, là một chuyên gia người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Khách hàng của chúng tôi hôm nay gặp phải tình trạng teo lép tuyến vú bẩm sinh, hai bên ngực không đều nhau và chưa lập gia đình. Sau quá trình thăm khám và tư vấn, các bác sĩ của chúng tôi đã lựa chọn dòng chất liệu Mentor với thể tích là 275cc để thực hiện cải thiện vòng 1 cho khách hàng. Thưa quý vị, như vậy chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ, chúng tôi đã thực hiện thành công ca nâng ngực. Trước khi đón nhận kết quả của khách hàng, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số hình ảnh trước khi phẫu thuật của khách hàng. Như quý vị có thể thấy, vòng 1 của khách hàng gần như không có gì, không khác gì vòng 1 của một người đàn ông. Điều này khiến khách hàng vô cùng mất tự tin. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh sau khi thực hiện nâng ngực của khách hàng. Rất bất ngờ phải không quý vị, vòng 1 trước đây của khách hàng hoàn toàn đã được thay thế bởi một vòng 1 khác. Quý vị có thể thấy, vòng 1 sau khi đặt túi rất tự nhiên, mềm mại, không có cảm giác bị căng cứng. Đầu ngực sau khi đặt túi tròn trịa, tạo cảm giác đầy đặn và rất thu hút. Vì khách hàng chưa sinh con nên trong quá trình tư vấn, bác sĩ đã lựa chọn thể tích 275cc, rất cân đối và phù hợp với tỷ lệ của cơ thể khách hàng. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng lựa chọn đường đặt túi là đường chân ngực, sẽ không ảnh hưởng đến quá trình sinh con sau này của khách hàng. Lựa chọn đường chân ngực cũng giúp khách hàng hồi phục nhanh hơn, hạn chế tối đa tổn thương, hạn chế tối đa sẹo, mang đến kết quả thẩm mỹ tối ưu nhất. Với kết quả ngày hôm nay, khách hàng của chúng tôi chắc chắn sẽ thật lộng lẫy trong những ngày xuân sum họp bên gia đình. Nếu quý khách hàng cũng đang mong muốn sở hữu một vòng 1 sexy, tự nhiên nhất như khách hàng của chúng tôi, thì hãy nhanh chóng để lại thông tin để được tư vấn sớm nhất. Đến đây, chúng tôi cũng xin được phép kết thúc livestream tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.